Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 với chủ đề Sách, ánh sáng, tri thức, kết nối yêu thương. Các hoạt động hưởng ứng nhằm kêu gọi phụ huynh học sinh quyên góp sách xây dựng tủ sách tại lớp học, thi viết cảm nhận về quyển sách tôi yêu, thi vẽ tranh theo sách với chủ đề Trang sách ước mơ, thực hiện luân chuyển sách báo tài liệu đến thư viện trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, trường học, tủ sách các khu phố ấp.